Cơ sở cỗ Tùng Tám, kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 16 tháng 10 đây, 6 giờ tối chiều đây. Thì hôm nay chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà anh Trình tại xã Cát Trù. Đây là hiện tại là buổi chiều tối thôi. Thì chúng tôi có mặt và lắp đặt một số cái sản phẩm nội thất trong phòng khách này, cũng như là một số cái sản phẩm ở trong cái phòng làm việc của anh đây. Đây anh ở Cát Trù vậy nhỉ? Anh chuyên xăm hình vậy nhá. Đây để không gian trước là không gian ngồi uống nước của anh. Tôi giới thiệu một chút bên trong này. Đây, đây chủ nhà đây. Xong này là cái phòng làm việc của anh. Rất là đẹp không gian này. Chúng tôi có lắp đặt cái tủ. Đóng cái tủ để anh đựng cái đồ xăm hình đây. Cái không gian này. Không gian phòng trà nhìn rất đẹp quý vị ạ. Nhìn như kiểu Trung Quốc luôn. Thì này có 4 bức tranh, 4 bức họa. Để giới thiệu luôn cho chủ nhà. Đấy, còn phía bên trong nhà này thì chúng tôi lắp đặt một số cái đồ nội thất bên trong này, thì là bao gồm một bộ bàn ghế phòng khách, ghế tần thủy hoàng. Đấy, chất liệu gỗ gạo đỏ quý vị nhé. Chất liệu gỗ gạo đỏ bao gồm 6 món. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo những bộ mẫu ghế phòng khách này. 6 món tần thủy hoàng. Đấy, tay 12. Và một bức là vách ngăn phòng khách. À, anh thử cho tôi là một bức vách ngăn phòng khách. Vách ngăn phòng khách bên dưới này là thiết kế một cái kệ có thể để tivi cũng như là đựng đồ phía bên dưới này. Đấy, còn bên trên là thiết kế bổ ô là có thể để đồ trang trí hoặc những chai rượu vào bên trong này. Thì chúng tôi xưởng bàn ra một bộ bàn ghế ăn. Đấy, một bàn ghế ăn là theo mẫu của anh đặt, mẫu của gia đình vị nhá. Đấy, buổi chiều ngày hôm nay là hiện tại đang là buổi chiều tối ngày 16 tháng 10. Đấy. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là bàn giao một số sản phẩm cho gia đình nhà anh Trình. Anh có địa chỉ tại xã Cát Trù cũ, hiện tại là Hùng Việt, Cẩm Khê. Đấy. Một số sản phẩm nhá quý vị nhá. Ok, xin chào mọi người, rất cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm chúng tôi.